thực hiện chủ trương hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế phòng chống Covid-19 của Ủy ban nhân dân thành phố. Sáng nay, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ tiến hành hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân đoạn đường Bình Thái 1. Hiện đoạn đường Bình Thái 1, phường Hòa Thọ Đông đang có 20 hộ với 54 nhân khẩu thường trú và tạm trú đang thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua, địa phương thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân tại đoạn đường này. Sáng nay ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường tiến hành trao mức hỗ trợ theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố là 40.000 đồng một người một ngày, chi mỗi đợt 5 ngày liên tiếp và chi trong vòng 14 ngày. Trong thời gian mà cách ly tôi cũng nhận được cái sự hỗ trợ và cái giúp đỡ của nhà nước. Tôi cũng cũng cảm ơn rất là nhiều về sự hỗ trợ của nhà nước và quan tâm tới những người cách ly như người ở trọ như chúng tôi. Cảm ơn nhiều. Chính sách nhân văn của Ủy ban dân thành phố là sự động viên kịp thời, giúp người dân khu vực cách ly thêm an tâm cùng chính quyền, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.